Xin chào các bạn, sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách chúng ta có thể tạo ra hàng trăm tấm thiệp mời với nội dung thay đổi tùy theo từng người, ví dụ như là họ và tên nè, danh xưng nè, chức vụ cũng như là hình ảnh ha. Ở đây thì mình đã tạo sẵn thiết kế xong rồi, chúng ta có đầu tiên là hình ảnh nè, danh xưng nè, tên, chức vụ ha. Chúng ta đã tạo sẵn như thế này rồi. Bây giờ việc chúng ta là sẽ làm cho thông thường, nếu mà chúng ta làm như bình thường thì chúng ta sẽ phải nhân đôi cái trang này lên và chúng ta điền thông tin của từng người vào thì nó sẽ rất là lâu. Cho nên là Canva mới ra một chức năng mới thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn như sau. Sau khi hoàn thiện thiết kế thì bước đầu tiên chúng ta vào trong ngò này, chúng ta tìm tới app ha. Thì chúng ta các bạn tìm cho mình cái bull gray này ha. Sau đó chúng ta sẽ điền thông tin vào. Ở đây mình điền thông tin tự động vào ha. Tên nè, mình sẽ đổi lại chút xíu. Mình sẽ đổi lại danh xưng nè, bắt danh xưng nè. Họ và tên. Rồi mình thêm một trường đó là chức vụ ha. Rồi mình xem một trường hình ảnh vào. Ảnh. Rồi ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ nhập tên vào. Mình danh xưng là chị đúng không? Thì chúng ta có thể nhập là chị nè. Một chi ha. Chức vụ chủ tịch ha. ACI. Nhập lại ha, chị ha, một chi nè, chủ tịch ha. Rồi nhập chủ tịch ha. Rồi chúng ta chọn ảnh vào, chọn cái hình chúng ta đã upload sẵn lên trên Canva rồi. Rồi ok, tiếp theo là anh nè, mình Minh, chức vụ giám đốc. Rồi chúng ta chọn hình ảnh vào. Ok, sau khi nhập liệu xong xuôi hết rồi, chúng ta kiểm tra đúng thông tin rồi chúng ta bấm done ha. Rồi chúng ta tới cái mục chúng ta phải mục 62, đó là liên kết dữ liệu, kết nối dữ liệu với cái trường mà chúng ta muốn thay thế. Đầu tiên là danh xưng, chúng ta bấm vào là chúng ta phải chuột ha. Chúng ta chọn connect data, chúng ta chọn danh xưng, họ và tên, chúng ta chọn connect data ha. Chúng ta chọn họ và tên, tương tự chức vụ chúng ta chọn connect data. Nó giống như mèo mẹt trên Canva đấy anh chị. Chúng ta bấm phải chuột vào tấm hình này và chúng ta connect data, chúng ta chọn cái trường là ảnh ha. Rồi chúng ta bấm continue. Ok, sau khi chọn xong xuôi chúng ta bấm select data hết á. Select hết rồi chúng ta bấm tạo hai trang này. Nó sẽ tạo chúng ta một file mới và có những thông tin đã được điền vào, ví dụ như hình nè. Đấy. Ok, chức vụ giám đốc đó. Thì để mà cho nó đẹp á thì những cái tấm hình này thì chúng ta phải đôi khi nó bị cái hình nó dọc như thế này thì chúng ta sẽ phải bấm và chúng ta điều chỉnh lại một tí xíu cho nó phù hợp ha. Rồi tương tự cái hình này, dù nó cắt cái đầu thì chúng ta đẩy xuống một tí cho nó dễ nhìn thôi đó. Anh Bình Minh, rồi chị, rồi chủ tịch, nó điền đầy đủ hết ha. Đó. Như vậy thì chúng ta rất là nhanh chóng trong việc tạo data mà nó cái thiệp mời bằng khen mà data nó thay đổi theo từng người ha. Chúng ta có thể làm rất là nhiều bài toán như là khen thưởng số tiền là về chức vụ này nọ cái kiểu thì đỡ tốn rất là nhiều thời gian. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, chúc các bạn chúng ta có thể ứng dụng chức năng này một cách hiệu quả. Không rõ là chức năng này nó có thuộc Canva Pro rồi không, biết nếu mà bạn nào dùng Canva miễn phí thì test thử ha. Rồi xin cảm ơn các bạn.